Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Nobita, Doraemon và Suka đi tìm kiếm sự thật về chiếc cầu trượt ăn thịt nha. Và hiện tại là mình đang ở trong thành phố này các bạn ơi. À, mình thấy chỗ kia hình như là có một chiếc taxi thì phải. Hay là bây giờ mình đi taxi ta? Con xe này thì mình mới mượn của anh trai mình nè các bạn ơi. Anh trai Travel ha. Con xe này mà mình độ lên full option á, thì theo mình biết hình như là ở phía trước mặt ga lăng đó các bạn, nó có một con gấu thì phải. Để mình độ thử nha. À, đây là các bạn ơi. Mod nè. Đây các bạn. Các bạn có thấy không? Nguyên một con gấu bông luôn nha. Nhưng mà tại sao con gấu bông này kỳ dữ vậy ta? Đây các bạn nhìn nè, con mắt của nó bị mắc rồi các bạn ơi. Con gấu bông này nhìn đúng kinh dị luôn á. Rồi, để mình đổ tiếp nha các bạn. Nó có thêm một cái tời nè, rồi bóng đèn hả? Thôi, mình để con gấu luôn nha. Ở phía sau của nó thì mình để nguyên như vậy đi các bạn ơi. Nó có khá là nhiều option luôn nha. Còn cái này là gì đây? À, cái bóng đèn các bạn ơi, nó che mất tiêu cái bóng đèn luôn kìa. Kỳ dữ vậy. Xe mà không có bóng đèn thì làm sao mà chạy được. Tiếp theo sẽ là phần nắp capo nha. À, có một cái lỗ hút gió luôn kìa các bạn ơi. Đã dữ vậy. Cái phần này là cái phần về hả các bạn? Chỉ như vậy thôi các bạn ơi. Hết rồi à. Chỉ như vậy thôi các bạn. Mình tưởng đâu là nó có nhiều option lắm chứ. Không ngờ là nó chỉ có như vậy thôi. Chiếc taxi đâu rồi ta? Đây là các bạn, bây giờ Nobita sẽ làm tài xế lái taxi nha. Rồi sau đó mình sẽ đi tìm chiếc cầu trượt ăn thịt. Mọi người ơi, xuống xe thôi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi taxi. Mình không đi taxi đâu. Mình muốn làm tài xế mà. Để mình rời khỏi xe nha các bạn. Mình chỉ muốn làm tài xế thôi, chứ mình không muốn làm hành khách đâu. Anh trai ơi, đổi xe với em đi anh trai. Từ 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 từ. Anh trai ơi, làm gì mà vội vàng dữ vậy? Mình vừa mở cửa ra cái anh trai đóng cửa lại rồi các bạn ơi. Anh trai ơi, đổi xe với em đi. Xe của em là VIP Pro lắm đó. Mình đậu full option rồi các bạn. Cho nên là bây giờ mình sẽ đổi xe với anh trai này nha. Anh trai tài xế lái taxi ơi, sao kỳ vậy ta? Mình lái xe không được luôn các bạn. Hồi nãy mình mở cửa ra được mà. Sao bây giờ lạ vậy? Anh trai ơi, cho em mượn xe đi anh trai. Anh trai chạy đâu? Đây là các bạn, bây giờ mình sẽ làm tài xế lái taxi nha. Doraemon, Suka. Suka đâu ở trên kia nhảy xuống vậy? Các bạn nhìn kìa, Doraemon với lại là Suka ngồi sao mà cái đầu qua khỏi cái nóc xe luôn các bạn. Gọi khách nè. Đó các bạn. Có khách luôn kìa. Đi rước khách thôi các bạn ơi. Còn con xe của mình nữa, bây giờ mình sẽ dời nó vào đây nha. Chứ mình để vô đồ như vậy đó các bạn, mọi người chạy xe không được đâu. Rồi, mình sẽ để nó ở đây nha. Như vậy đi các bạn. Phải gọn gàng ngăn nắp một chút chứ. Vị khách này đứng cũng khá là gần ở đây luôn á. Hả? Đèn đỏ rồi sao? Rồi, dừng lại thôi các bạn. Đèn đỏ thì mình dừng lại nha. Còn đèn xanh mình mới được đi. Mọi người ơi, có ai muốn đua với taxi không? Mọi người ơi, có ai muốn đua với taxi không? Không biết là anh trai kia có chịu đua với mình hay là không nữa. Ui, các bạn nhìn kìa, bỏ chạy mất dép luôn rồi. Ơi, đèn đỏ mà, đèn đỏ mà, đèn đỏ mà. Anh trai kia chạy xe vượt đèn đỏ luôn mới ghê chứ. Mình tưởng đâu là anh chịu đua với mình các bạn. Hả? Sao mà đèn xanh lâu dữ vậy ta? Đèn đỏ từ nãy cho đến bây giờ khá là lâu rồi các bạn, mà chưa nhảy sang đèn xanh nữa kìa. Ôi, các bạn nhìn nè, có cả siêu xe luôn hả? Siêu xe bỏ chạy mất dép rồi các bạn ơi. Siêu xe đó thì mình chỉ được 2 người thôi à. Nếu như mà được 4 người thì mình cũng đổi nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra đây mình rước khách nha. Lại đèn đỏ nữa. Sao đèn đỏ suốt vậy ta? Chỉ có một đoạn đường ngắn thôi các bạn mà đèn đỏ liên tục à. Rồi bây giờ làm sao đây? Chỗ này thì xe qua lại khá là nhiều luôn các bạn ơi. Mình chạy mà qua bên kia á là thế nào mình cũng phạm luật thôi à. Nên thôi mình sẽ dừng ở đây mình chạy đèn xanh nha. Các bạn nhìn nè, xe con cóc nè. Hồi đó đó là mình cực kỳ thích xe con cóc luôn nha các bạn. Nhưng mà nay á mình thích xe bus với lại là xe bánh kem hơn nha. Nào đèn xanh đi, đèn xanh đi. Đèn đỏ gì mà lâu dữ vậy? Mình mà đến rước khách chậm quá thì khách sẽ đánh giá mình một sao nha các bạn. Mình không muốn như vậy đâu. Ui, các bạn nhìn kìa, xe buýt chạy xe đúng ảo luôn á. Chạy sao mà đụng vào cái trụ đèn xanh đèn đỏ, ngã nguyên cái trụ đèn của người ta luôn rồi. Còn anh trai nữa, cái trụ đèn ngã rồi, chạy lung tung luôn kìa các bạn ơi. Đụng mấy người quá chừng luôn kìa. Anh trai lái xe buýt nha, chạy ảo lắm nha. Cái chốt đèn của người ta như vậy đó các bạn, mà chạy sao đụng vào hay thiệt chứ. Ui anh trai ơi, anh trai, anh trai. Anh trai là khách hả? Ở gì vậy? Sao Suka lại ra khỏi xe? Rồi anh trai ơi,
Vào xe đi anh trai, em sẽ chở anh trai đi. Ờ, à, đi đâu đây ta? Ơi, gọi điện báo cảnh sát hả? Anh trai ơi, em có làm gì đâu. Tại sao anh trai lại gọi điện báo cảnh sát? Các bạn thấy không? Rõ ràng là mình nhận đường cho ảnh mà. Tại sao ảnh lại gọi điện báo cảnh sát? Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chở anh trai về đi nha. Không biết là anh trai này đi đâu đây ta? Ờ, à, để mình xem đã nha các bạn. Wow, khá là dài luôn á. Ra ngoài bãi biển luôn hả? Đúng rồi các bạn ơi, mình sẽ chạy ngang qua phim trường nha. Không biết là ngày hôm nay sẽ có bộ phim gì đây. Nhưng mà thông thường ở đâu phim trường đó các bạn, là mình nhớ là họ chỉ đóng hai bộ phim thôi. Thứ nhất là Cuộc Xâm Lăng Của Ngoài Hành Tinh nha. Và thứ hai sẽ là Thử Thách 6 Ngày 6 Đêm Sinh Tồn Trên Sao Hỏa Get Go. Nó chỉ có hai bộ phim đó thôi các bạn ơi, mà đóng hoài luôn á. Lúc nào mình lại đó cũng như vậy hết các bạn. Đây các bạn coi nè, một pha bánh mì kẹp thịt. Đó, các bạn thấy mình lái xe hay ghê chưa? Cái đó cũng gọi là highlight nha các bạn, highlight có 102 đó. Chạy xe theo phong cách bánh mì kẹp thịt. Đây các bạn nhìn nè, ôi, lạng lách đánh võng các kiểu nè. Hello, xin chào mọi người nha, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Sau khi mình đưa khách xong thì mình sẽ đi tìm con cầu trượt ăn thịt nha các bạn. Ờ, mình nghe mọi người nói là nó xuất hiện ở công viên ha. Mà công viên thì ở đây mình nhớ là gần cái chỗ mà hôm bữa mình ăn loại trái kỳ lạ đó các bạn. Một cái chậu mà nó có ba loại trái kỳ lạ đó. Ở chỗ đó đó, hiện tại bây giờ là đang xuất hiện chiếc cầu trượt ăn thịt nha các bạn. Mà mình nghe mọi người nói á, là nó còn tấn công mọi người nữa, rồi bắt cóc nữa các bạn. Nghe ghê thật sự luôn á. Nhưng mà mình không biết có thật hay là không, bởi vì là mọi người hay nhìn nhầm đó các bạn ơi. Cầu trượt đó là dạng như là đồ chơi mà, mình chỉ để cho mình trượt thôi các bạn ơi. Tại sao nó lại tấn công con người được, mà còn bắt cóc con người nữa chứ. Rồi anh trai ơi, cho em nhiêu tiền đây? Hả các bạn nhìn kìa, mình chở nguyên một đoạn đường phải nói xa thật là xa luôn á, mà không đồng tiền bo nè, không tiền cước luôn. Mình chạy như là lỗ tiền xăng mình sao? Anh trai ơi, dừng lại đi anh trai. Anh trai chưa có trả tiền đó. Anh trai có quên gì không? Anh trai ơi, anh trai có quên thứ gì không? Đi xe mà không chịu trả tiền cho mình nè. Đi một đoạn đường phải nói khá là dài luôn các bạn, mà không trả tiền, không đánh giá, còn không bo cho mình nữa chứ. Tiền bo thì mình không đòi hỏi nha các bạn, nhưng mà tiền trả tiền xe, tiền cước thì anh ta phải trả cho em chứ. Tiền cước đi như vậy là nhiều tiền lắm đó anh trai. Anh trai ơi, sao anh trai không chịu trả tiền cước cho em? Sao anh trai không chịu trả tiền cước cho em? Còn định bỏ chạy nè các bạn ơi. Đi xe đồ quịch tiền hả? Anh trai ơi, anh trai làm như vậy là không có được đâu. Anh trai trả tiền cho em đi. Không chịu trả tiền cho mình các bạn. Ui, đánh nhầm rồi các bạn ơi. Đánh một phá một thôi, anh trai kia rớt cái nón ra ngoài luôn á. Cái nón rơi xuống dưới kia rồi. Buồn thật sự luôn. Đi xe mình đã là không trả tiền cho mình chứ các bạn. Vậy thôi, coi như là mình chở anh trai đó phi đi các bạn ơi. Mở hàng đầu ngà mình vậy là không ổn rồi. Chở anh trai đến đây mà anh trai đó không trả tiền cho mình. Đã như vậy hả, còn bỏ chạy nữa chứ. Hồi nãy là mình còn thấy định móc điện thoại để báo cảnh sát nữa chứ các bạn. Bây giờ mọi người trong thành phố này khó hiểu thật sự luôn. Đi xe không trả tiền mà còn gọi điện cho cảnh sát đến đây để bắt mình nữa chứ. Đây là các bạn, chúng ta đến phiên trường rồi. Anh trai tổng đài đang liên hệ mình đó các bạn ơi. Nhưng mà thôi anh trai tổng đài ơi, em không có chở khách nữa đâu. Mọi người ngày hôm nay kỳ quá à. Đi xe em mà không trả tiền. À, bộ phim Thử Thách 6 Ngày 6 Đêm Sinh Tồn Trên Sao Hỏa này các bạn. Đó các bạn thấy không, anh trai phi hành gia kìa. Để mình chạy vào đây cho các bạn xem thêm về mấy anh trai phi hành gia nha. Đó các bạn nhìn kìa, mấy anh trai phi hành gia đang chuẩn bị đóng phim Thử Thách 6 Ngày 6 Đêm Sinh Tồn Trên Sao Hỏa đó các bạn. Xin chào mấy anh trai phi hành gia nha. Đây các bạn nhìn nè, hai anh trai phi hành gia. Hai ảnh té luôn rồi các bạn. À, phía bên kia hả? Thôi mà Suka ơi, tại sao lại đánh mọi người? Là mình kiếm chuyện với mọi người trước mà, tại sao Suka lại đánh mọi người? Ở đây lại có thêm một anh trai phi hành gia này các bạn ơi. 1, 2, 3 anh trai phi hành gia luôn. Doraemon này, Suka này, đúng giang hồ luôn đó các bạn. Đánh mọi người tùm lum tùm la à. Thôi, đừng có đánh mấy anh trai phi hành gia nữa mà, mấy ảnh hiền lắm luôn đó. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha các bạn. Anh trai ơi, đừng có đánh em nữa mà. Anh trai thấy gì không, anh trai thấy gì không? Doraemon nè, Suka nè, đang có cà lê đó. Anh trai mà đánh em là tới công chuyện anh trai liền rồi. Ui các bạn nhìn kìa, Doraemon đánh đúng ghê luôn á. Thôi mọi người, lên xe thôi mọi người ơi, chúng ta chuồn khỏi đây thôi. Bây giờ chỗ này nguy hiểm lắm nha các bạn. Mình không biết là mình có mở sao chưa nữa. À, mình tắt sao rồi các bạn ơi, phải mở sao lên nó mới vui. Lại thêm anh trai bảo vệ nữa hả? Sao anh trai bảo vệ? Anh trai bảo vệ muốn đánh nhau đúng không? Nhưng mà em không muốn đánh nhau với anh trai đâu. Em không muốn đánh nhau với anh trai đâu. Này thì anh trai bảo vệ hả? Tạm biệt anh trai bảo vệ nha.
có súng luôn kìa các bạn ơi. Này thì bắn mình nè, này thì bắn mình nè. Mấy anh chàng bảo vệ này, mình có làm gì đâu. Mình chỉ giỡn với lại là mấy anh trai phi hành gia thôi các bạn. Mà mấy anh chàng bảo vệ này giang hồ quá, có súng bắn mình luôn mới ghê chứ. Anh trai phi hành gia nè, chạy đâu anh trai, chạy đâu anh trai. Ôi các bạn nhìn kìa, phía sau lưng mình chấm đỏ quá chừng luôn á. À, lái cả xe điện đuổi theo mình đó hả. Các bạn nhìn kìa, chạy xe điện đuổi theo bắn mình luôn mới ghê chứ. Tạm biệt mọi người nha, mình đi đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cầu trời ăn thịt nha các bạn. Đùa với mọi người như vậy là đủ rồi các bạn ơi. Đùa nhay với thì không vui đâu. Ơ, hình như là mình đi lộn đường rồi thì phải. Nó nằm ở phía bên kia các bạn ơi. Mình đi nhầm đường rồi. Cảnh sát hiện tại thì đang truy nã mình quá chừng luôn. Em tạm biệt mấy anh đại cảnh sát nha. Em đi đây. Ngày hôm nay em không muốn xém đụng mọi người nữa các bạn ơi. Sorry, sorry, sorry mọi người nha. Ngày hôm nay là em không muốn bắn nhau với lại mấy đại cảnh sát đâu. Em đang đi tìm cầu trượt ăn thịt mà. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chạy xuống dưới đây. Ôi, xe cảnh sát đuổi theo mình luôn ha. Cảnh sát cũng đang định làm highlight giống mình đó các bạn. Nhưng mà làm sao làm được highlight giống mình. Mình làm highlight phải gọi là đỉnh cao đó các bạn ơi. Mấy anh đại cảnh sát bắt chước mình để làm highlight chứ. Nhưng mà làm sao làm được. Chỉ có duy nhất mình mới làm được highlight thôi các bạn. Gái cho cố vào. Mấy bữa làm highlight toàn fail thôi. Mình chạy đến đây rồi mà cảnh sát vẫn còn đuổi theo mình được nữa hả ta. Ơ, mình quên được rồi các bạn ơi. Ở đâu ta? Ờ, hình như là ở phía trước mặt mình thì phải. À, 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 mình thấy rồi các bạn ơi. Cầu trượt ăn thịt kìa các bạn. Đó, các bạn có thấy không? Mình thấy nó có thứ gì đó đỏ đỏ các bạn ơi. Nó nhô lên giữa hàng cây kìa. Ui, đúng rồi. Như vậy là mọi người đã nhìn thấy thật sự rồi các bạn ơi. Cầu trượt ăn thịt kìa. Mình tưởng là mọi người nhìn nhầm chứ. Nó có thật nha các bạn. Cầu trượt ăn thịt này các bạn ơi. Nó xuất hiện ngay giữa công viên luôn mới ghê chứ. Rồi bây giờ mình lên công viên bằng đường nào đây ta? Ơ, à, các bạn ơi, chạy bằng đường này nè, chạy bằng đường này nè. Tạm biệt mấy anh trai cảnh sát. Mấy anh trai cảnh sát đừng có đuổi theo em nữa mà. Tạm biệt mấy anh trai nha. Kìa kìa các bạn ơi, cầu trượt ăn thịt kìa. Mọi người xin mình xin đường đi mọi người ơi. Đó, các bạn có thấy không, cầu trượt ăn thịt kìa. Nó khá là to luôn các bạn. Mình nhớ là cầu trượt bình thường á là nó rất là nhỏ nha các bạn. Còn đây là cầu trượt phiên bản ăn thịt, cho nên nó khá là to luôn. Ôi, nó còn cao nữa kìa các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái miệng của nó không? Sao mà mình thấy nó giống y chang là Sudden Head luôn các bạn. Cái miệng của nó đó trông khá là giống với lại là Sudden Head nha. Chắc nó có dòng họ anh em gì với Sudden Head rồi các bạn ơi. Thôi mà mấy anh chạy cảnh sát. Đuổi theo em cái gì mà dai dữ vậy. Từ ở chỗ lập phiên nha các bạn, chạy đến chỗ này luôn. Đúng xa luôn á. Đây rồi các bạn ơi, cầu trượt ăn thịt nè. Nó to ghê luôn các bạn. Cầu trượt ăn thịt này giống y chang là cầu trượt dành cho người khổng lồ đó các bạn ơi. Bởi vì nó rất là to nha. Wow, trong GTA 5 bây giờ cũng xuất hiện cầu trượt ăn thịt đó hả? Phiên bản siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn kìa cái hàm răng của nó kìa. Giống y chang là Sudden Head luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho hàm răng đó ăn một vài quả bazooka nha. Hàm răng kịch kịch luôn các bạn. Ui, hàm răng của cầu trượt ăn thịt nè. Mình bắn cho gãi răng hết luôn. Cái này là moi ở lại răng đi nhé nè các bạn ơi. Mình bắn cho hư răng hết luôn nha. Cầu trượt ăn thịt hả? Dám tấn công mọi người nè. Bắt cóc mọi người nữa chứ. Ơ, mình chỉ muốn giúp mọi người thôi mà. Tại sao mình lên sao rồi? Đó, các bạn thấy không? Mình đang cố gắng hạ gục chiếc cầu trượt ăn thịt nha. Mà tại sao mình lại lên sao? Mình làm việc tốt mà. Mình đang muốn giúp đỡ mọi người đó. Đây các bạn nhìn nè. Cầu trượt ăn thịt hả? Cầu trượt ăn thịt hả? Mình bắn cho hư luôn nè. Mình bắn cho hư luôn nè. Còn ở dưới đây thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cánh tay luôn các bạn ơi. Con cầu trượt ăn thịt này nhiều tay dữ vậy. Đây các bạn nhìn nè. Ôi, bàn tay của nó cũng siêu to khổng lồ luôn các bạn. Mình chỉ bằng một cái ngón tay của nó thôi. Đây các bạn nhìn nè. Ôi, đúng ghê luôn á. Cầu trượt ăn thịt hả? Chỗ này thì có một cái cầu thang cho mình đi lên để mình trượt xuống này các bạn. Mà mình không biết là mình lên được hay là không đây ta. Để mình thử luôn nha. Đây rồi các bạn ơi, cầu trượt ăn thịt phiên bản siêu to khổng lồ. Hiện tại thì mình đang đứng ở phía trên cầu trượt ăn thịt này các bạn. Wow, cao ghê luôn các bạn ơi. Cái này mình nhảy xuống một cái thôi chứ mình gặp ông bà luôn quá. Đó các bạn thấy không, rất là cao nha. Mọi người ơi, mọi người chạy đi. Mọi người còn đứng ở đó làm gì. Hey. Cầu trượt ăn thịt này các bạn. Ơ, cái chỗ này là một cái đường trượt xuống này các bạn ơi. Mình trượt được không? À, không được đâu các bạn. Mình chạy như vậy thì được nha.
Còn mình trượt xuống thì không được. Mặc dù đây là một cái cầu trượt nha, nhưng mà là cầu trượt phiên bản thật đó các bạn. Ui, tự dưng mình chạy luôn mới ghê chứ. Đáng lẽ đi đến đó là mình phải dừng lại nha các bạn. Tự dưng đi đến đó cái mình chạy thẳng xuống luôn. Té xuống hồ. À anh trai ơi, chạy đi anh trai. Chỗ này có một con cầu trượt ăn thịt đó. Tại sao anh trai lại ở đây anh trai ơi? Rời khỏi đây đi anh trai. Ơ các bạn nhìn nè, mình đang cố gắng kêu mọi người rời khỏi đây nha, bởi vì chỗ này hiện tại bây giờ đang xuất hiện một con cầu trượt ăn thịt. Mà tại sao mọi người lại không chạy đi? Mọi người lại còn tập trung ở đây nữa. Cầu trượt ăn thịt nè, mình tặng thêm cho mấy quả bazooka nữa nha. Mình tặng thêm cho mấy quả bazooka nữa nha. Ở các bạn thấy không, cầu trượt ăn thịt nè, cái miệng của nó khá là to luôn các bạn. Để bây giờ mình chung vào miệng nó thử nha, không biết là mình chung vào được hay là không nữa. Rồi các bạn, ôi các bạn coi nè. Đây chính là cái miệng của con cầu trượt ăn thịt nha các bạn. Rồi còn Suka đâu? Sao chỉ có mỗi Doraemon không vậy? Đây các bạn ơi, cái hàm răng của nó nè. Bây giờ mình sẽ tỉa răng cho nó nha các bạn. Đây thì răng của cầu trượt ăn thịt nè, răng của cầu trượt ăn thịt nè. Rồi mình núp ở trong đây, làm sao cảnh sát mà tìm được mình đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ cho mình lên 5 sao luôn. Đó, cảnh sát không tìm được mình đâu các bạn. Bởi vì hiện tại bây giờ mình đang ở trong miệng của con cầu trượt ăn thịt mà. Mình có mấy quả bom kích nổ từ xa này các bạn ơi. Rồi, mình sẽ tặng cho cầu trượt ăn thịt mấy quả bom kích nổ từ xa luôn. Nổ chưa hết răng luôn các bạn. Nè, được mấy quả rồi ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi các bạn ơi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mình đang tập điểm đó các bạn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nó bắt được rồi các bạn ơi. 29. Rồi, tạm thời thì mình sẽ đặt 29 quả ha. Đây các bạn nhìn nè, nổ hết răng của cầu trượt ăn thịt luôn. Cho nổ hết răng luôn. Đó, các bạn thấy không? Nổ quá chừng luôn kìa. Nhưng mà không sao hả? Đây các bạn nhìn nè, cái hàm răng này đúng chắc luôn đó các bạn. Mình đã kích nổ như vậy rồi mà hàm răng này không sao luôn nè. Với lại á, là hồi nãy á, là mình đã bắn cho nó hết mấy quả bazooka nha các bạn. Như vậy mà cũng không sao luôn. Cầu trượt ăn thịt hả? Cầu trượt ăn thịt hả? Ôi ghê như vậy. Cái hàm răng của nó đúng khỏe luôn các bạn ơi. Mình bắn nó không sao luôn nè. Cầu trượt ăn thịt, bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu súng của ngoài hành tinh nha các bạn. Khẩu súng của ngoài hành tinh nè, bắn cho hư cầu trượt ăn thịt luôn nha. Bắn cho hư hàm răng này luôn nè. Bắn cho hư hàm răng này luôn nè. Vẫn không được luôn rồi các bạn. Con cầu trượt ăn thịt này nó quá là ghê đi mà. Còn đây các bạn nhìn nè, cặp mắt của nó này các bạn ơi. Cầu trượt ăn thịt hả? Mình sẽ bắn lên phía trên đầu nó luôn. Cầu trượt ăn thịt nè, cầu trượt ăn thịt nè. Nhưng mà nó chắc chắn quá các bạn ơi. Mình tấn công nó từ nãy khá là nhiều luôn á, nhưng mà nó vẫn không sao nè. Còn hiện tại bây giờ á thì cảnh sát đang đuổi theo truy nã mình nha, không thấy mình luôn kìa các bạn. Đó các bạn thấy không, ở phía dưới radar đó hả, vừa nói xong luôn á, mình vừa nói là cảnh sát không thấy mình ở phía dưới đó các bạn, thì cảnh sát đang bật radar để tìm mình ha, còn mình á thì đứng ở phía trên đây đó các bạn thấy không, mấy cái radar nó đang hoạt động kìa, nhưng mà làm sao tìm được mình đang đứng ở phía trên đây mà. Cái đầu của con cầu trượt ăn thịt này các bạn ơi, ôi nhìn nó đúng ghê luôn á, nó khá là to nha các bạn. Nhưng mà tại sao mình trượt không được ta? Đây các bạn, cái đường trượt nè. Ơi, tự dưng mình chỉ có nhìn thứ nhất, ngã xuống nhìn đúng nhất đầu luôn á. Đây các bạn ơi, cái đường trượt của nó nè, mình lại trượt không được mới ghê chứ. Được, còn đây là cái gì đây? Đây các bạn ơi, một cái ống dẫn thanh của súng hả? Tại sao nó lại ở đây được ta? Nó còn lơ lửng trên không được nữa chứ. Đây các bạn ơi, cầu trượt ăn thịt nè, mình bắn nó quá chừng luôn á. À quên, mình có 6 nòng mà. Mình có 6 nòng mà, mình bắn cầu trượt ăn thịt luôn nè. Mình bắn cầu trượt ăn thịt luôn nè. Này thì dám tấn công mọi người hả, bắt cóc mọi người hả? Mình bắn dày giống y chang như là mũi đốt inox luôn các bạn. Nobita là khá là nhỏ nha. Còn con cầu trượt này nè, nó vừa to nè, mà cơ thể của nó vừa cứng nữa các bạn. Mình bắn nó từ nãy cho đến bây giờ khá là nhiều luôn á, nhưng mà nó vẫn không sao nè. Suka hổ báo các bạn ơi, cầm cờ lê đánh người ta luôn kìa. Suka đúng hổ báo luôn á. Rồi còn cái này là cái gì ta? Không lẽ là cái chân của nó các bạn? Đấy các bạn nhìn nè, cái này không lẽ là cái chân của nó? Mình thấy nó cứ uống theo kiểu như là cái lò xo này các bạn. Rồi còn cái này nữa, trông khá là giống với lại là cái chân của nó ha. Mặc dù á là cái này là cái tay hay là cái chân mình cũng không biết nữa các bạn. Nó có tặng đến 8 cái lận. Rồi nó lại có thêm một cái chân màu vàng nữa.
Bây giờ mình nhìn vào mình rối luôn các bạn ơi, mình không biết gì luôn á. Mọi người ơi, mọi người rời khỏi đây đi. Mọi người rời khỏi đây đi. Tại sao mọi người lại núp ở chỗ này? Chỗ này là đang ở dưới chân của con cọp trưởng thịt mà. Mọi người rời khỏi đây đi mọi người ơi. Tại sao mọi người lại ngồi khúm rúm? Đây các bạn ơi, tự dưng mọi người lại ngồi khúm rúm à. Mình kêu mọi người là hãy rời khỏi đây đi. Con cầu trượt ăn thịt này nó nguy hiểm lắm, nó có thể nó bắt cóc mọi người rồi đó, ăn thịt mọi người luôn đó. Tại sao mọi người lại không chạy? Tại sao mọi người lại không chạy? Anh trai cột tóc đuôi ngựa này các bạn, đây các bạn nhìn nè, anh trai cột tóc đuôi ngựa này, anh trai ơi. Ý, nhầm rồi các bạn ơi, đạm cái mộng sao mà ta té xuống hồ luôn rồi kìa. À, cái hồ này nó cũng khá là cạn nha các bạn, vậy mà hồi nãy mình tưởng nó là nó sâu lắm chứ. Anh trai ơi, rời khỏi đây đi anh trai. Con cầu trượt ăn thịt nó sẽ bắt cóc mọi người, nó sẽ ăn thịt mọi người đó. Làm sao mà mọi người té xuống hồ luôn kìa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy thử từ ở trên này xuống nha. Đó, mình sẽ nhảy ở trên độ cao cao nhất luôn các bạn ơi. Đây 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 đây, mình sẽ nhảy xuống từ ở phía góc này đi các bạn. Rồi 3, 2, 1, một cú nhào lộn từ trên không. Ui, trúng anh trai kia không? À, rơi thẳng xuống nước luôn các bạn ơi, không trúng anh trai kia nha. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Hiện tại bây giờ cảnh sát đã bao vây chỗ này rồi các bạn. Và cảnh sát cũng đang tấn công con cọp trượt ăn thịt kìa. Nhưng mà tại sao mình tiêu diệt nó không được ta? Mình bắn súng nè các bạn, mình đặt bom nè, mình sử dụng cả 6 nòng với lại là khẩu súng của con hành tinh nữa nha, bắn khá là nhiều luôn á. Nhưng mà nó vẫn không sao hề hắn gì luôn. Con cọp trượt ăn thịt này nó quá là ghê đi mà. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha các bạn. Tấn công nó không được thì bây giờ mình sẽ rời khỏi đây. Bởi vì hiện tại bây giờ cảnh sát đang đuổi theo truy nã mình khá là nhiều luôn á. Có cả đội đặc nhiệm xì quá đây các bạn. Rồi cảnh sát khu vực nữa. Hả? Doraemon đâu? Suka đâu? Cái này là ai đây? Suka rồi các bạn. Rồi Doraemon. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau rời khỏi đây thôi. Mình tiêu diệt không được con cầu trượt ẩn thật đâu các bạn. Nó quá là ghê đi mà. Mình sẽ tặng nó thêm mấy quả bazooka nha. Nè, cầu trượt ẩn thật nè. Lại thêm trực thăng nữa hả? Lại thêm trực thăng nữa hả? Không biết hạ gục con quái vật đâu, còn ở đây bắn mình truy nã mình nữa chứ. Các bạn có thấy không, con cầu trượt ăn thịt nó đang xuất hiện ở đây nè, nó tấn công mọi người nè, nó bắt cóc mọi người nè. Mình đang làm việc tốt mà, mình đang tiêu diệt quái vật mà, tại sao mọi người lại không hỗ trợ mình? Mọi người lại còn truy nã mình nè, rồi bắn súng mình nữa chứ. Cầu trượt ăn thịt, cầu trượt ăn thịt, tặng cho mấy quả bazooka nè, tặng cho mấy quả bazooka nè. Không sao luôn các bạn ơi, đó các bạn thấy không, nó nổ quá chừng luôn kìa, nhưng mà nó vẫn không sao nha. Ôi, ghê quá các bạn ơi. Cầu trượt ăn thịt này nó đúng châu bò luôn á. Rồi, Doraemon, Suka ơi. Ơi, Doraemon, cái người bị làm sao vậy? Đấy, các bạn nhìn nè. Doraemon SE hả? Cái người đúng ghê luôn đó các bạn. Nó dính cái gì mà đen đen quá chừng luôn. Mọi người ơi, rời khỏi đây thôi. Bây giờ mình sẽ chạy trốn cảnh sát nha các bạn. May quá, chỗ này có một con xe nè các bạn ơi. Rồi, Doraemon, Suka. Lên xe thôi mọi người. Con xe này là cái dáng cổ điển này các bạn ơi. Trông nó khá là đẹp luôn ha. Rồi mọi người ơi, lên xe đi. Doraemon ơi, lấy cái tay vào. Đưa cái tay ra ngoài làm chi? Vừa vào chưa có hết à. Cảnh sát bắn thủng lốp xe rồi các bạn ơi. Để mình fit lại nha. Liên lại luôn. Rồi, bây giờ mình với lại Doraemon và Suka sẽ cùng nhau chạy trốn cảnh sát ha. Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ tạm dừng video của mình ở đây thôi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Bây giờ mình phải chạy trốn cảnh sát nè. Cảnh sát hiện tại bây giờ trong thành phố đang đuổi theo truy nã mình rồi các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn xuống dưới bản đồ minimap kìa. Xe cảnh sát nè, trực thăng nè, khá là nhiều luôn á. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Rời khỏi đây thôi các bạn ơi. Rồi, và mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.